Đức từ tâm. Phương cách sống về đạo đức không làm khổ mình khổ người thì trước tiên chúng ta phải sống có đạo đức với mình. Sống có đạo đức với mình tức là phải sống có đạo đức từ tâm. Vậy đạo đức từ tâm nghĩa là như thế nào? Đạo đức từ tâm là chữ Hán, có nghĩa là đường lối dạy lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Nếu chỉ định nghĩa suông như vậy, chúng tôi e rằng các bạn sẽ hiểu sai và đánh mất ý nghĩa của bốn chữ này. Đạo đức từ tâm có nghĩa là phương cách dạy mỗi hành động của bạn không bao giờ đụng chạm và làm cho chúng sanh đau khổ. Đạo đức từ tâm còn có ý nghĩa là dạy bạn luôn luôn nhìn và suy nghĩ về mọi sự việc và về mọi đối tượng đều trong thiện pháp, không hề có một chút ác pháp nào. Nếu còn một chút ác pháp, dù chỉ như đất trong móng tay, thì chưa phải là đạo đức từ tâm. Bây giờ các bạn đã hiểu đạo đức từ tâm, chỉ còn biết cách tập luyện và áp dụng vào đời sống của các bạn thì đó là các bạn sống có đạo đức với mình. Khi áp dụng vào cuộc sống của bạn thì đạo đức từ tâm là đạo đức biết thương mình. Vậy thương mình thì phải sống như thế nào mới gọi là thương mình thật sự, mới gọi là đạo đức từ tâm? Thương mình khi trước mọi hoàn cảnh xảy đến nghịch ý trái lòng thì không nên giận hờn, buồn phiền. Theo như các bạn đã biết thì giận hờn, buồn phiền là làm cho mình khổ đau. Làm cho mình khổ đau là mình không thương mình, và như vậy mình thiếu đạo đức với mình. Người thiếu đạo đức với mình thì đừng mong mình có đạo đức với ai, phải không hỡi các bạn? Đứng trước mọi sự việc xảy ra nghịch ý trái lòng mà không giận dữ, buồn phiền, đau khổ thì đó là mình đã thực hiện được đạo đức không làm khổ mình. Muốn được vậy thì các bạn hàng ngày phải thực hiện sống với lòng yêu thương mọi sự sống của muôn loài. Có yêu thương mọi sự sống của muôn loài thì các bạn mới dễ dàng tha thứ cho những người đã làm cho bạn buồn phiền, tức giận, khổ đau, vân vân. Còn nếu không làm được như vậy thì bạn khó lòng mà sống không làm khổ bạn. Muốn thực hiện sống đời đạo đức thương yêu ấy thì các bạn cần phải có sự suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ về đối tượng làm khổ bạn. Khi người ấy dùng lời nói chửi mắng hay có những hành động làm khổ bạn thì bạn nên suy nghĩ: họ là những người làm khổ đau họ trước nhất khi họ chửi mắng và làm đau khổ bạn. Họ là những người vô đạo đức với họ. Họ là những người khùng điên, những người ngu si. Khi suy tư như vậy, bạn có còn giận hờn họ để làm gì? Phải không hỡi các bạn? Do lòng oán ghét tức giận bạn, họ không kham nhẫn, không chịu đựng được nên mới tìm bạn chửi mắng hoặc đánh bạn cho đã cơn giận, tức là làm cho hết cơn khổ đau tức tối trong lòng. Bạn cứ suy nghĩ lại đi, có phải đúng như vậy không? Khi một người oán ghét tức giận một người khác thì người ấy là người đang chịu khổ đau đầu tiên, là người ôm giữ ác pháp vào lòng, là người sống trong điên đảo tình. Nếu vì con cái người thân của họ mà làm cho họ phiền muộn tức giận, điên đảo tâm, nếu vì của cải vật chất nhà cửa ruộng đất mà sanh ra buồn phiền tức giận, điên đảo kiến, nếu vì ý kiến, ý thức hệ bất đồng giữa họ và các bạn, vân vân. Người điên đảo như vậy là người đáng thương, chứ sao ta lại ghét họ? Một người đang sống trong điên đảo tình, điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo kiến, họ là người đang sống trong đau khổ tận cùng. Người như vậy là kẻ đáng thương hơn là đáng ghét, như chúng ta đã nói ở trên, phải không các bạn? Người ta đang sống trong điên đảo, đang mất trí điên khùng mà ghét giận họ có đúng không? Ghét giận những người như vậy làm gì cho mệt xác, phải không hỡi các bạn? Tại sao câu này chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy? Có tư duy nhiều lần như vậy trong đầu óc chúng ta thì nội lực sân hận trong ta mới tan biến như mây khói. Nếu không chịu khó tư duy nhiều lần như vậy thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ làm khổ cho ta, mà ta khó giải quyết được cơn sân trong ta. Nó đã tích lũy từ vô lượng kiếp. Người ta đang sống trong đau khổ thì mình phải thương chứ sao? Khi suy nghĩ quán xét biết họ là người đang khổ đau như vậy thì chúng ta còn phiền não tức giận họ nữa không? Chắc là không, phải không hỡi các bạn? Nếu tư duy đúng như vậy thì chúng ta thoát khổ. Chúng ta thoát khổ là chúng ta biết thương mình, không làm hại mình. Một sự cần hiểu biết đơn sơ như vậy đã hóa giải được tâm chúng ta không còn đau khổ.
Đó là một hành động hiểu biết, sống về đạo đức thương mình. Đạo đức thương mình rất đơn giản các bạn ạ. Chỉ cần có hiểu đúng nhân quả là đã biến chúng ta thành người có đạo đức cao thượng. Một người đang giận dữ chửi mắng chúng ta biết ngay họ là người đang đau khổ. Biết ngay họ là người đang đau khổ thì chúng ta có tức giận buồn phiền họ không? Chắc chắn chúng ta hết giận là hết khổ đau. Hết khổ đau tức là có đạo đức với mình. Khi chúng ta hiểu biết như vậy thì không tức giận buồn phiền họ mà còn thương xót họ. Sự thương xót như vậy là đạo đức từ tâm. Đức từ tâm xuất phát từ sự tư duy chân chánh, từ sự hiểu biết khổ đau của người khác như thật. Nên tự nơi sự hiểu biết chân thật đó là phát khởi lòng thương yêu người đang chửi mắng mình, người thù hận mình một cách chân thật, chứ không phải thương yêu một cách giả dờ để nén tâm chịu đựng sự bực tức trong mình. Đạo đức từ tâm ở đâu thì sự tư duy chân chánh ở đó. Sự tư duy chân chánh ở đâu thì đạo đức từ tâm ở đó. Đạo đức từ tâm chính là sự tư duy chân chánh. Sự tư duy chân chánh tức là đạo đức từ tâm. Đạo đức từ tâm làm cho sự sống cao thượng. Sự sống cao thượng là hành động của đức từ tâm. Người đời không có sự tư duy chân chánh này thường phản ứng tự nhiên theo bản năng hung dữ của loài động vật. Khi họ tức giận chửi mắng mình thì mình tức giận mắng chửi lại họ. Khi họ tức giận đánh mình thì mình tức giận đánh trả lại. Hai con người trong cơn giận dữ không khác nào là hai con ác thú đang cố giết hại lẫn nhau. Con người cũng chỉ là một loài động vật. Khi gặp chuyện nghịch lý trái lòng thì bản tính hung dữ của loài động vật bừng bừng khởi lên, khó ai ngăn được. Khi cơn giận dữ khởi lên như vậy thì sự tư duy chân chánh không có. Sự tư duy chân chánh không có thì đạo đức cũng không có. Đạo đức không có thì con người tự làm khổ cho nhau. Mà hằng ngày trên thế gian này chúng ta đã từng chứng kiến mọi sự xảy ra một cách đau xót và thương tâm. Những gì chúng tôi nói trên đây các bạn cứ suy tư thì các bạn sẽ thấu rõ. Chính mình làm khổ mình các bạn ạ. Là con người chúng ta phải làm gì đây? Hay cứ trơ mắt nhìn con người xâu xé nhau như những con thú vật? Vì miếng ăn manh áo, vì vật chất danh lợi mà xâu xé nhau, chà đạp lên nhau, giết hại lẫn nhau một cách bẩn thỉu. Nếu con người muốn có tâm hồn bình an yên ổn, không còn giận hờn phiền não khổ đau thì phải sống đúng đạo đức từ tâm. Đạo đức từ tâm tức là lòng thương yêu mình. Muốn thương yêu mình thì phải có lòng thương yêu người. Thương người như thể thương thân, lời dạy của Nguyễn Trãi. Thương yêu người bằng sự tư duy chân chánh, đó là để thương mình, để giúp mình thoát ra mọi sự khổ đau, chứ không phải thương yêu người trong tà tư duy, trong tình cảm mù quáng, để bị người lợi dụng mình làm danh, làm lợi, làm tình, làm tay sai, làm vật hy sinh cho họ, và để cuối cùng mình phải gánh chịu mọi thứ khổ đau. Thương người như vậy là thương người trong ngu si, không trí tuệ, không chân chánh tư duy, không suy nghĩ đúng đắn. Đạo đức nhân bản nhân quả làm người không chấp nhận mình làm vật hy sinh cho người khác, mặc dù mình tự nguyện. Hy sinh cho người khác tức là tự mình chịu nhận lấy sự khổ đau thay cho người khác. Đạo đức quân tử thường ca ngợi lòng dũng cảm hy sinh ấy, cho người hy sinh là anh hùng, là quân tử, là thánh nhân. Ngược lại, theo đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người thì lòng hy sinh của những người ấy được xem là những người làm khổ mình. Người làm khổ mình là người thiếu hiểu biết về đạo đức làm người. Người không có tư cách đạo đức làm người, họ là người vô minh. Người không khôn ngoan, người thiếu suy nghĩ chân chánh, người hiếu danh, người nuôi lớn bản ngã đồ sộ. Khi chúng ta hy sinh mình cho một tôn giáo thì tôn giáo ấy ca ngợi mình là thánh tử vì đạo. Không lẽ một vị thánh mà tâm hồn còn đầy ấp tham, sân, si, mạn nghi, hàng ngày sống chưa có đầy đủ những oai nghi thánh hạnh mà chỉ cần có hy sinh mạng sống cho một tôn giáo thì được gọi là thánh, là anh hùng, là quân tử? Như vậy, thánh anh hùng và quân tử chỉ có gan dạ dám chết, chứ đâu cần phải có trí tuệ, có oai nghi đức hạnh, có một đời sống như thánh. Theo chúng tôi nghĩ rằng, một vị thánh là phải thực hiện đạo đức thương mình, thương người. Còn thương người mà mình chịu khổ, chịu chết thì không thể gọi là thánh. Thánh sao còn ngu si quá vậy? Nhận sự khổ đau cho mình để được danh tiếng
thì còn có nghĩa gì làm người làm thánh? Anh hùng cũng vậy, phải thắng mình, thắng người thì mới gọi là anh hùng. Còn anh hùng mà chỉ có thắng giặc bên ngoài mà không thắng mình thì đạo đức nhân bản không chấp nhận. Thắng trong trận không bằng thắng chính mình. Lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni. Tóm lại, đức tự tâm là đạo đức thương mình. Người chưa có đạo đức thương mình thì đừng hòng có đạo đức thương người. Cho nên, người đời nói thương người là họ thương danh của mình, vì cầu cho mình có được danh tiếng mà làm bất cứ một việc gì gọi là lợi ích cho mọi người. Dù có hy sinh mạng sống của mình cũng chỉ để được danh, danh thánh, danh anh hùng, danh quân tử vân vân. Một người đã chết rồi, dù có danh thánh, danh anh hùng hay danh gì đi nữa thì còn có nghĩa lý gì, phải không hỡi các bạn? Chúng ta còn sống thì còn danh còn lợi, khi đã chết rồi danh lợi chỉ là mây khói mà thôi, chúng không còn ý nghĩa đối với người chết. Một người còn tâm tham sân si mạn nghi mà bảo rằng thương mình thì chúng tôi không tin và biết chắc rằng họ nói không thật. Một người còn tâm tham sân si mạn nghi mà nói thương người thì điều đó là nói không thật. Chưa thương mình sao lại thương người? Điều này không thể có. Đức tự tâm là một hành động biết thương mình. Thương mình thì không tham sân si mạn nghi. Do có tự tâm nên tham sân si mạn nghi không có. Như vậy, đức tự tâm rất quan trọng cho sự sống của chúng ta hàng ngày. Muốn thương mình hàng ngày phải rèn luyện theo phương cách sống tự tâm. Khi có tự tâm thì cuộc sống của chúng ta là thiên đàng cực lạc, vì không còn làm khổ mình khổ người nữa. Xin kết luận đạo đức thương mình bằng một câu chuyện để các bạn suy ngẫm. Ngày xưa có một ông vua giàu có nọ, có bốn người vợ. Ông rất sủng ái người vợ thứ tư nên ban nhiều phấn son lụa là. Nhà vua yêu thương người vợ thứ ba rất nhiều nên luôn tự hào đưa nàng ra mắt các vương quốc láng giềng. Ông cũng rất thích người vợ thứ hai, nàng là tri kỷ và luôn ân cần nhẫn nại đối với ông. Những khi có tâm sự cần giải bày, ông lại tìm đến nàng. Còn vợ cả của nhà vua là một người chung thủy, giúp ông rất nhiều trong việc cai trị vương quốc, nhưng bà không được nhà vua sủng ái. Thế rồi nhà vua lâm bệnh nặng, biết còn rất ít thời gian, ông nghĩ đến cuộc sống đế vương và lo sợ phải cô độc sau khi qua đời. Nhà vua hỏi người vợ thứ tư: nàng là người ta sủng ái nhất và đã ban cho rất nhiều trang phục, nay ta sắp phải rời xa cõi đời này, nàng sẽ đi cùng ta chứ? Không đâu, người vợ thứ tư trả lời rồi quay bỏ đi. Câu nói như một nhát dao cứa vào tim. Nhà vua tìm đến người vợ thứ ba nhưng cũng chỉ nhận được lời đáp: không, cuộc đời này còn rất đẹp, thiếp sẽ tái giá. Quá đau buồn, ông tìm đến người vợ thứ hai: nàng đã luôn bên cạnh mỗi khi ta cần đến, vậy khi ta nhắm mắt, nàng sẽ theo ta chứ? Người vợ thứ hai đáp: xin nhà vua lượng thứ, lần này thiếp không thỏa ý chàng, thiếp chỉ có thể đưa chàng tới nơi an nghỉ mà thôi. Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến tinh thần nhà vua hoàn toàn suy sụp. Chợt có một giọng nói cất lên: thiếp nguyện sẽ thao chàng bất cứ nơi nào chàng đến. Nhà vua nhìn lên thì ra là người vợ cả với dáng vẻ gầy gò. Ông đau lòng nói: lẽ ra ta phải chăm sóc nàng khi có cơ hội. Cuộc đời của chúng ta cũng tương tự như thế, đều có bốn người vợ. Người vợ thứ tư dĩ như cơ thể của chúng ta, dù cho bạn bỏ ra bao nhiêu công sức và thời gian để tô điểm, nó vẫn rời xa khi bạn qua đời. Người vợ thứ ba dĩ như là của cải và địa vị, một khi ta mất đi, tất cả sẽ được chuyển sang người khác. Người vợ thứ hai dĩ như gia đình, bạn bè của chúng ta. Cho dù yêu quý và thân thiết thế nào thì điều tốt nhất họ có thể làm là đưa tiễn ta tới nơi an nghỉ cuối cùng. Còn người vợ cả dĩ như chính tâm nghiệp lực, thói quen của chúng ta. Tâm nghiệp lực thường bị phó mặc khi bạn theo đuổi sự giàu sang, quyền lực và những mong muốn đời thường. Nhưng tâm nghiệp lực chính là người duy nhất sẽ theo bạn đến bất cứ một nơi nào. Bởi vậy, đạo đức thương mình là thương tâm nghiệp lực của mình.
Đừng phó mặc cho tâm nghiệp lực của chúng ta ra sao mặc kệ, mà hãy thương nó thật sự các bạn ạ. Thương nó thì phải chịu khó rèn luyện sửa sai từng chút, thương nó thì đừng làm khổ nó, phải giúp nó luôn sống trong thiện pháp. Chính nó có sống được trong thiện pháp thì nó mới được an ổn yên vui, và như vậy chúng ta mới không làm khổ nó, mới thương yêu nó. Đức bi tâm. Muốn thực hiện đạo đức làm người để không làm khổ mình, khổ người, mà không rèn luyện đức bi tâm, thì chúng ta cảm thấy như còn thiếu sót một hành động cao thượng nào đó mà một người có đạo đức không thể bỏ qua được. Vậy đức bi tâm nghĩa là như thế nào? Đức bi tâm là chữ Hán, có nghĩa là lòng thương yêu tha thiết nhiệt tình với sự sống của muôn loài. Nếu chỉ định nghĩa suông như vậy, chúng tôi e rằng các bạn sẽ hiểu sai và đánh mất ý nghĩa của ba chữ đạo đức này. Đức bi tâm có nghĩa là mỗi hành động của các bạn bao giờ cũng vuốt ve, an ủi và xoa dịu những vết thương đau của chúng sanh, từ loài thảo mộc đến loài động vật, khiến cho mọi loài đang sống trên hành tinh này đều được bình an, yên ổn. Đức bi tâm còn có ý nghĩa nữa là bạn luôn luôn nhìn và suy nghĩ về mọi sự việc và về mọi đối tượng đều trong thiện pháp, không hề có một chút ác pháp nào. Nếu còn một chút ác pháp, dù chỉ như đất trong móng tay bạn, thì đó cũng chưa phải là đức bi tâm. Bây giờ, các bạn đã hiểu đức bi tâm, chỉ còn biết cách áp dụng vào đời sống của các bạn, thì đó là các bạn sống có đạo đức với mình. Khi áp dụng vào đời sống thì đức bi tâm còn có nghĩa là những hành động không làm hại mình. Người có những hành động không làm hại mình là người luôn luôn giữ gìn thân tâm bất động trước các ác pháp. Người mà tâm bình bất động trước các ác pháp là người không làm hại mình. Không làm hại mình là người có đức bi tâm. Nghe lời nói trên đây sao mà ngược ngạo thế? Xưa nay chưa từng ai là dại dột mà tự làm hại mình bao giờ. Làm hại mình chỉ có người khác, chứ làm gì mình lại hại mình, phải không hỡi các bạn? Thưa các bạn, chúng tôi nói trên đây là một sự thật, vì hằng ngày chúng tôi đã từng chứng kiến hầu hết mọi người, không có một người nào mà không tự làm hại mình. Trước khi muốn biết lời nói trên đây của chúng tôi có đúng hay không, thì cần phải hiểu biết những hành động làm hại mình như thế nào. Một người có rất nhiều hành động tự làm hại mình mà không biết. Chính vì những hành động tự làm hại mình và biến mình thành một người vô đạo đức với mình mà không biết. Chúng tôi sẽ cố gắng nói rõ để quý bạn dễ hiểu và hiểu một cách rõ ràng hơn. Chính vì nền đạo đức nhân bản, nhân quả chưa từng có ai đem ra nhắc nhở và xây dựng cho chúng ta một lối sống đạo đức. Vì thế, con người có mãi mê lầm lạc làm hại mình mà không biết. Chương 4. Hành động làm hại mình. Hút thuốc lá. Một người hút thuốc lá, thuốc lào, đó là hành động tự họ làm hại họ. Một hành động này có thể xảy ra rất nhiều tai hại cho họ mà họ đâu ngờ. Hại thứ nhất, khiến thân họ nghiện ngập. Mỗi lần cơ thể lên cơn nghiện, làm cho họ khổ sở. Các bạn hãy đến hỏi những người đang nghiện thuốc lá, thuốc lào, khi cơn nghiện lên như thế nào, họ sẽ nói cho bạn rõ. Hại thứ hai, nhựa thuốc lá, thuốc lào rất độc, khiến cho cơ thể dễ sanh bệnh tật hiểm nghèo như bệnh lao phổi, vân vân. Trải qua gần suốt cuộc đời, năm nay chúng tôi 76 tuổi, đã từng chứng kiến những người thân của chúng tôi, người nào hút thuốc lá, thuốc lào, là không có người nào tránh khỏi bệnh phổi, hen, suyễn. Nếu không tin lời chúng tôi thì các bạn cứ lưu ý những người hút thuốc lá, thuốc lào thì sẽ biết rất rõ. Hại thứ ba, làm hao tổn tiền bạc một cách vô ích, mua thuốc lá, thuốc lào. Thay vì số tiền mua thuốc lá, thuốc lào mỗi năm của mọi người nghiện thuốc lá, thuốc lào trên hành tinh này, tiết kiệm đừng chi tiêu vào chúng, thì số tiền ấy sẽ cứu trợ, giúp đỡ cho những người bất hạnh, nghèo khó trong các nước chậm tiến, thì có lợi ích biết dường nào. Thưa các bạn, một hành động hút thuốc lá, thuốc lào là một hành động tự làm hại thân bạn, bạn có biết chăng?
có ba giai đoạn khổ đau xảy đến cho bạn như chúng tôi đã nói ở trên. Bạn hãy suy xét và nghĩ lại kỹ đi. Một hành động hút thuốc lá thuốc lào vô tình như vậy, bạn có biết rằng bạn đang sống tiêu xài xa xỉ, hoang phí tiền, làm bằng mồ hôi nước mắt của bạn không? Có vất vả làm ra tiền bạc, bạn mới thấy giá trị của đồng tiền. Và khi cầm tiền mua thuốc lá thuốc lào hút, thì đồng tiền ấy còn có giá trị gì nữa bạn? Người mua thuốc lá thuốc lào hút là người chưa biết sử dụng đồng tiền đúng giá trị của nó. Đó là người không hiểu giá trị đồng tiền, là người vô minh. Đem sức ra làm để có tiền để tiêu pha một cách nhảm nhí vô ích. Trong khi thuốc lá thuốc lào mang đến cho bạn nhiều sự khổ đau và làm phiền lụy những người xung quanh và ngay cả những người thân của bạn như vợ và con cái, vì mồ hôi và khói thuốc lá thuốc lào. Họ sống bên bạn mà phải chịu đựng như vậy thì bạn có vui không? Bạn có nhận thấy điều này không? Bạn có thương con thương vợ không? Hay làm khổ vợ khổ con cho đến chết? Nếu không vậy thì vợ con bạn cũng sẽ nghiện thuốc lá thuốc lào như bạn. Ở nông thôn, chúng tôi đã chứng kiến biết bao gia đình cha hút thuốc lá thuốc lào thì con cái cũng nghiện thuốc lá thuốc lào theo. Một truyền thống độc hại bệnh tật khổ đau mà phần đông không gia đình nào tránh khỏi, nhất là thanh niên. Trong số gia đình ấy cũng có vài gia đình mà cha nghiện thuốc lá thuốc lào nhưng con cái không nghiện. Thật là kỳ lạ, cha mẹ cú sinh con tiên. Thưa các bạn, không có kỳ lạ gì cả. Những cháu này được cha mẹ cho đi học nên xa lìa môi trường nghiện ngập của gia đình. Khi tiếp nhận những kiến thức trong nhà trường, các cháu mới hiểu ra thuốc lá thuốc lào là những độc hại sinh ra nhiều bệnh tật. Vì thế các cháu tránh xa những loại độc dược này. Thuốc lá thuốc lào là một thứ độc dược tai hại như vậy. Thế mà trong những cuộc xã giao tiếp khách, người ta đem thuốc lá thuốc lào mời hút. Hành động xã giao như vậy có đúng không? Thưa các bạn, xin các bạn cho một ý kiến để chúng ta cùng hội ý, để bỏ đi những truyền thống phong tục tai hại cho mình, cho người, để dựng xây lại những gì tốt đẹp hơn cho con cháu của chúng ta mai sau. Một người có văn minh, có lịch sự thì không bao giờ cầm điếu thuốc lá, thuốc lào hút, phả khói mịt mù khiến cho mọi người xung quanh rất khó chịu. Một người có đạo đức với mình thì không bao giờ cầm điếu thuốc lá, thuốc lào hút, vì hút thuốc lá là đem bệnh khổ cho thân, làm hại mình. Một người chỉ cần có một ít trí khôn ngoan thì chẳng đời nào cầm điếu thuốc lá, thuốc lào hút, vì họ biết chúng là tai hại. Người hút thuốc lá thuốc lào giống như trẻ con chưa hiểu biết lửa nóng, nên chúng ngu si bốc lửa mới bị phỏng tai. Người cầm điếu thuốc lá thuốc lào hút cũng giống như trẻ con bốc lửa vậy. Ai bắt buộc các bạn phải hút thuốc lá thuốc lào? Chính bạn là người chủ mưu hại bạn, bắt buộc bạn hút thuốc lá thuốc lào để bạn trở thành người nghiện ngập, người bệnh tật, người khổ đau. Và như vậy, chính bạn là người hại bạn. Bạn cứ suy nghĩ lại xem có đúng không? Đừng đổ thừa tại xã hội mọi người đều hút thuốc lá thuốc lào mà bạn phải chịu ảnh hưởng theo. Theo hay không theo là quyền của bạn, chứ không ai có quyền bắt buộc bạn. Cho nên khi nghe chúng tôi nói mình làm hại mình thì các bạn không bao giờ tin. Bây giờ các bạn đã tin lời nói của chúng tôi chưa? Lời nói của chúng tôi là lời nói chân thật, nói vì lợi ích của các bạn, chứ không phải nói xấu hay bài bác sự hút thuốc lá thuốc lào của các bạn để làm gì. Đúng như vậy, các bạn là người hút thuốc lá thuốc lào thì các bạn hãy tự xác định lại mình là người như thế nào. Các bạn có phải là người vô đạo đức nhân bản nhân quả với các bạn chăng? Có đúng vậy không hỡi các bạn? Các bạn có biết hiện giờ toàn cả thế giới đang chi phí một số tiền rất lớn về thuốc lá không? Những hãng và công ty thuốc lá trên toàn cầu có số lượng công nhân rất đông đảo và thuốc lá đang phát triển mạnh. Điều đó chứng tỏ người nghiện thuốc lá trên hành tinh này rất đông. Nếu thống kê đầy đủ thì số tiền tiêu thụ về thuốc lá hàng năm đã tiêu hủy hàng tỷ đô la. Chúng tôi nghe chương trình Thế giới muốn bài trừ bệnh lao mà không bài trừ thuốc lá thì chúng tôi e rằng bệnh lao phổi không bao giờ bài trừ chấm dứt được, vì còn thuốc lá là còn bệnh lao phổi. Nguyên nhân sinh ra bệnh lao thì ai cũng biết, do di trùng lao. Nhưng người ta quên rằng khi phổi mọi người không yếu thì di trùng lao không tác hại được. Người hút thuốc lá dễ bị phổi yếu, do đó di trùng lao dễ xâm chiếm.
Vậy các nước trên thế giới muốn bài trừ lao thì hãy bài trừ thuốc lá, thuốc lào. Bài trừ thuốc lá, thuốc lào thì phải cấm trồng và sản xuất thuốc lá, thuốc lào. Cấm trồng và sản xuất thuốc lá, thuốc lào thì có lợi ích rất lớn cho mọi người trên thế gian này. Thứ nhất là tiết kiệm được một số tiền rất lớn cho mọi người, mọi gia đình. Thứ hai là bài trừ những bệnh ngặt nghèo do thuốc lá, thuốc lào gây ra. Nếu thuốc lá, thuốc lào mà được quyết liệt bài trừ như thuốc phiện thì mới dễ bài trừ, bởi chúng đều gây tác hại lớn. Thuốc lá và thuốc lào gây tác hại vào thân như chuột gặm, còn thuốc phiện gây tác hại vào thân như hổ ăn. Thưa các bạn, chúng ta sinh ra đời mang thân người là khổ. Khổ vì miếng cơm manh áo, khổ vì bệnh tật tai nạn, khổ vì sinh ly tử biệt, khổ vì già yếu lẫn lộn, quên trước quên sau, khổ vì những nghịch ý trái lòng. Thế mà chúng ta lại hút thuốc lá, thuốc lào. Hút thuốc lá, thuốc lào là làm cho thân chúng ta khổ thêm, phải không hỡi các bạn? Thuốc lá, thuốc lào là một tên sát nhân giết người, và nó đã giết nhiều người khắp nơi trên thế giới. Vậy mà nó vẫn còn sống ở ngoài vòng pháp luật. Hiện giờ nó đang được tự do và tiếp tục giết người. Thế mà loài người không có một biện pháp nào mạnh mẽ, một đạo luật nghiêm minh để lên án và trừng trị tên giết người này. Theo chúng tôi nghĩ, tội của nó phải bị kết án tử hình. Có xử phạt như vậy thì vĩnh viễn loài người mới được bảo vệ bình an. Chúng ta hãy làm gì đây cho đời sống chúng ta sống được an vui, hạnh phúc? Nếu không tập sống một đời sống đạo đức nhân bản nhân quả thì chẳng bao giờ tìm thấy được chân hạnh phúc của cuộc đời này. Uống rượu làm hại mình. Uống rượu làm hại mình, đó là một hành động vô đạo đức với mình. Rượu gây tác hại vào thân, khiến cho nhiều sự khổ đau xảy ra như: một, hại thứ nhất, rượu khiến cho cơ thể nghiện ngập. Khi cơn nghiện khởi lên thì người nghiện rượu bắt đầu ói mửa, khạc nhổ, cơ thể họ khó chịu, họ không còn làm ăn bất cứ một việc gì được nữa. Muốn biết rõ cơn nghiện rượu khởi lên hành hạ cơ thể như thế nào thì chúng ta nên đến gặp những người đã nghiện rượu mà hỏi họ, thì họ sẽ kể lại cho chúng ta nghe rất cụ thể rõ ràng khi ma rượu nhập. 2. Hại thứ hai, rượu có chất độc kích thích thần kinh, khiến ta nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Cho nên người uống rượu say có khi khóc than, thương tiếc một điều gì đã xảy ra trong quá khứ lâu xa, nhưng cũng có khi lại tức giận, sân hận, la hét, đánh đập, hâm dọa, chửi mắng người khác, làm động làng động xóm. Có khi lại nói lẩm bẩm trong miệng giống như một người điên. Có khi đụng đâu nằm đó ngủ, không cần biết dơ sạch, chuồng gà, chuồng heo, chuồng bò đều vào nằm ngủ như thường. Có khi lại nằm ngủ theo dễ đường, ói mửa, hôi hám, bẩn thỉu, quần áo xốc xếp, múa chân múa tay, chân đi ngã tới ngã lui không vững vàng, có khi lại hát nghêu ngao, vân vân. Người say rượu không còn trí sáng suốt minh mẫn, không phân biệt thiện ác tù tội, nên khi say rượu họ cầm dao giết người dễ như chơi. Đó là hành động tự làm khổ họ, tự làm hại họ mà họ đâu có biết. Ba, hại thứ ba, bản thân, vợ và con là những người họ thương yêu nhất, nhưng khi đã nghiện rượu rồi thì họ bất kể. Họ tuyên bố thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu, coi như họ đã tự hủy hoại chính bản thân, rồi dám phế bỏ cuộc đời của vợ và cả tương lai con cái. Họ không còn là một người có nhân nghĩa nữa. Người uống rượu tự hạ phẩm cách của mình như vậy, cho nên không còn đủ tư cách của một người chồng, người cha nữa. Từ đó, vợ con họ không còn nể nang, không thể nghe lời dạy bừa, những lời bắt nạt, những lời thiếu sáng suốt ấy. Do vậy, hạnh phúc của họ bị chôn vùi, vợ và con cái của họ luôn sống trong cảnh chán chường, mặc cảm. Việc học tập của con cái, các công việc trong gia đình họ đều thua sút mọi người, vì người là rường cột trong gia đình đã hư hoại. Trong xã hội, chúng ta đã từng chứng kiến quá nhiều cảnh bức xúc tột độ của những người vợ khốn khổ có chồng say xỉn. Vì sống không chịu nổi cảnh chồng say xỉn đánh đập, chửi mắng, nên người thì muốn đi tự tử, người thì nhiều lần làm đơn ly dị.
người thì đã ra hòa giải và ra tòa. Rượu đã làm gia đình tệ hơn địa ngục. Nếu nhà nước vì thương dân ra lệnh cấm rượu và thuốc lá, thì đó là niềm vui thật sự của toàn dân. Những người nghiện cũng chỉ khổ có một thời gian ngắn thôi. Cai nghiện là hết khổ, khi ấy họ cũng sẽ cảm ơn nhà nước. 4. Hại thứ tư: hao tốn tiền bạc một cách không ích lợi. Nếu mọi người trên thế gian này đừng uống rượu, mà số tiền tiết kiệm đó được để dành cứu giúp cho những nước chậm phát triển còn nghèo đói, thì có thể thế giới sẽ xóa đói giảm nghèo dễ dàng. 5. Hại thứ năm: người uống rượu phần đông cơ thể sinh ra nhiều bệnh, như bệnh phù nề, bệnh xơ gan, bệnh tim, vân vân. Tuổi thọ bị giảm. Trong gia đình chúng tôi có nhiều người uống rượu chết khi tuổi còn trẻ với những bệnh mà chúng tôi đã nói ở trên. Thưa các bạn, một hành động vô trách nhiệm đối với bản thân mình, tự làm hại mình đủ mọi cách đau khổ như vậy, thì các bạn nghĩ sao? Có nên lên án kết tội những người uống rượu chăng? Trên đời này, không có pháp luật nào kết tội những người tự làm hại mình bằng cách uống rượu sai. Người uống rượu làm hại mình, chỉ có tòa án lương tâm mới kết tội trạng của họ. Hỡi các bạn uống rượu, ai là người làm hại các bạn? Chính các bạn đã làm hại các bạn một cách tận cùng đau khổ của kiếp người. Các bạn có biết chăng? Các bạn hãy lên án tử hình rượu. Rượu là những kẻ giết bạn chết trong đau khổ, chết trong dần mòn. Ở trên đời này, người ta rất sợ mình vô minh. Vì mình vô minh, mình mới làm hại mình, mới hút thuốc lá, thuốc lào, mới uống rượu, để rồi tự thuốc lá, thuốc lào và rượu sẽ giết chết dần mòn cơ thể của các bạn. Các bạn có biết chăng? Chính mình vô minh biến mình thành người vô đạo đức, gây ra bao nhiêu tội ác cho mình, cho người khác. Các bạn có thấy chăng, có hiểu chăng? Vì say rượu, các bạn không còn trí khôn ngoan, do đó các bạn có thể làm bất cứ một điều gì: giết người, trộm cướp, hiếp dâm, nói dối, hung dữ, tàn ác, vân vân. Các bạn có thấy những điều đó xảy ra ở một người say rượu chưa? Chắc chắn là trong đời của các bạn, không những một lần mà đã nhiều lần chứng kiến một người say rượu đánh đập vợ con, chửi mắng cha mẹ, anh chị em và ngay cả xóm giềng bà con. Khi say rượu, các bạn đã thành một người vô đạo đức với các bạn và với mọi người. Vì thế, các bạn giống như một con chó điên, đụng đâu cắn đó, chẳng biết đâu là kẻ trộm, đâu là chủ nhà. Này các bạn, rượu là những thứ độc dược, có thể giết các bạn chết, chết trong sự dần mòn, chết trong sự bệnh tật khổ đau. Khi rượu thấm vào thân bạn, có thể làm cho các bạn trở thành người điên khùng mất trí, trở thành người ngu si dại dột. Vậy các bạn nên tránh xa, nên từ bỏ, và từ bỏ một cách vĩnh viễn. Thấy rượu như thấy rắn độc, như thấy một loài vật nguy hiểm nhất cho đời các bạn. Người uống rượu say lề mề, đi ngã tới ngã lui, giọng nói u a u ớ, lè nhè lặp đi lặp lại một câu nói chẳng ra gì, mà vẫn bảo rằng rượu lễ, rượu nghĩa, thì thật là đau lòng, phải công hỡi các bạn. Lễ nghĩa gì? Khi một người say rượu thì phẩm hạnh đâu còn, giá trị đạo đức của một người say rượu còn đâu mà nói nữa, phải không hỡi các bạn? Chính người say rượu, họ đã tự chà đạp đến giá trị phẩm hạnh đạo đức của họ, thì còn ai kính trọng họ? Khi gặp một người say rượu, người ta thường bảo nhau như thế nào? Đồ say rượu. Chữ đồ dùng ở đây như một thứ đồ bỏ. Người ta tránh xa người say rượu như tránh xa một con chó điên. Người ta lợi dụng lễ nghĩa để uống rượu một cách thoải mái. Nếu có ai bảo uống rượu như thế này như thế khác, thì họ bảo rằng rượu lễ, rượu nghĩa, rượu xã giao. Thì còn ai dám nói đến những người uống rượu? Động đến họ là động đến lễ nghĩa, văn hóa truyền thống của dân tộc. Nghiện rượu và thuốc lá đã giết chết biết bao nhiêu người trên đất nước này, quê hương này.
và còn hại biết bao nhiêu tuổi trẻ thanh thiếu niên khi rượu chè, bài bạc đã phí mất cả tuổi thanh xuân mà chẳng làm lợi ích cho mình, cho gia đình, cho xã hội và đất nước quê hương. Con người chưa hiểu biết về đạo đức làm người thì làm sao thấy rượu là một thứ độc dược? Các nhà y học bảo uống rượu nhiều sanh ra bệnh tật. Một thứ độc dược dễ kích thích thần kinh, khiến cho những chàng thanh niên sức sống đang lên đi vào được tội lỗi. Nhờ rượu kích thích thần kinh, các chàng trai này mới quậy phá xóm làng bất an, khiến cho mọi người ăn không yên bữa, ngủ không ngon giấc. Thật là đau lòng nhìn con cháu của chúng ta mà không cầm được giọt nước mắt thương tâm. Tương lai đất nước sẽ ra sao đây? Đừng nghĩ rằng rượu có thể gợi hứng những đề tài thơ văn hoặc làm cho vơi bớt những nỗi buồn phiền khổ đau trong lòng. Nghĩ như vậy không đúng các bạn ạ. Các bạn hãy suy nghĩ lại đi, đừng hiểu một cách lầm lạc như vậy. Hiểu lầm lạc như vậy, thơ văn của bạn sẽ không có giá trị. Còn nghĩ rằng các bạn đã tự uống rượu và hút thuốc lá để giải sầu thì các bạn đã tự giết chết mình rồi. Các bạn đã tự đem định khổ vào thân, các bạn có biết chăng? Giá trị phẩm hạnh của các bạn chỉ một lần say rượu thôi cũng đủ chôn vùi dưới lớp bùn nhơ hôi thối. Chỉ một lần say rượu thôi, các bạn là người có lương tâm, lương tri thì các bạn cũng chẳng dám nhìn mặt ai, nhất là cha mẹ, vợ con. Còn nếu các bạn là người mặt chai mài đá thì mới thản nhiên nhìn mọi người được. Nhà thơ, nhà văn mà nghĩ rằng lấy rượu và thuốc lá, thuốc lào để gợi hứng nguồn thơ văn, nghĩ như vậy là sai. Thơ văn mà do thuốc lá, thuốc lào và rượu kích thích làm ra, đó là một loại thơ văn tưởng. Nó chỉ ru ngủ cho những tâm hồn lãng mạn cùng với sự sống thiếu thực tế, chỉ biết thương dai khóc mướn cho trí tưởng tượng. Đối với đạo đức nhân bản, nhân quả làm người thì loại thơ văn này được xem là ác pháp, khiêu gợi lòng thương nhớ buồn khổ cho mọi người, chớ chẳng đem lại cho họ sự an vui hạnh phúc nào cả. Sống gợn trường gian buồn điệp điệp, hay thuyền về bến cũ sầu muôn ngã, hai câu thơ này là do trí tưởng tượng làm ra. Người không buồn khổ đọc hai câu thơ này cũng cảm thấy trong lòng một nỗi buồn man mác. Thơ văn viết ra là làm lợi ích lớn cho loài người, cho đời, vì nó là những món ăn tinh thần. Cho nên những thơ văn viết ra phải bằng một sự tư duy chân chánh, do từ một khối óc biết thương yêu mình và mọi người, biết không làm khổ mình, khổ người. Đó là những loại thơ văn không bị những loại độc dược, rượu, thuốc lá và thuốc lào kích thích. Những loại thơ văn ấy là những loại thơ văn làm lợi ích cho đời, mang lại cho đời những niềm vui chân thật trong một cuộc sống bình an hạnh phúc. Thơ văn do rượu, thuốc lá và thuốc phiện gợi cảm hứng là loại thơ văn đồi trụy, trụy lạc, đầu độc tư tưởng thanh thiếu niên đi vào dục vọng tội lỗi. Thơ văn ảo tưởng đưa con người xa rời thực tế. Thơ văn lãng mạn gợi lên lòng người những nỗi sầu đau, thương dai khóc mướn, vân vân. Đó là những loại thơ văn không đúng đắn, tạo ra nhiều khổ đau cho loài người. Thưa các bạn, chính các bạn dùng rượu, thuốc lào và thuốc lá để làm vơi bớt sự buồn phiền trong lòng thì đó là một lối tránh né, trốn chạy, vân vân. Do sự tránh né, trốn chạy như vậy, các bạn là những người hèn nhát. Một người không dám chủ động đương đầu với một sự thật của cuộc đời mình, không dám chuyển hóa nhân quả mà chỉ than khóc, chỉ biết làm cho mình khổ thêm, chỉ biết uống rượu, hút thuốc lá, thuốc lào cho say để quên đi nỗi lòng cay đắng sầu muộn. Đạo đức nhân bản, nhân quả không dạy chúng ta làm những điều ngu ngốc hèn nhát đó, mà dạy chúng ta biết nhìn thẳng, nhìn vào một sự thật, luôn dạy chúng ta đương đầu với sự thật. Nhờ có đương đầu với sự thật, ta mới dùng sự suy nghĩ chân chánh quan sát nhân quả để hóa giải và đem lại sự bình an cho mình, cho người. Trở lại vấn đề, người có đức bi tâm
là người không làm hại mình. Không làm hại mình là người không bao giờ hút thuốc lá, thuốc lào và uống rượu. Từ xưa đến nay, có những người không hút thuốc lá, thuốc lào và không uống rượu. Nhưng vô tình họ không biết rằng họ là những người không làm hại họ. Họ là những người sống có đạo đức, thương mình, thương mọi người. Đến nay, bộ sách Đạo Đức Làm Người ra đời đã vạch ra một sự thật. Một sự thật mà mọi người không ngờ đến. Một sự thật rất lạ nhưng không lạ. Một sự thật chính mình lại phủ phàng với mình. Một sự thật để mọi người biết rõ những cái lỗi lầm xưa nay của mình, do mình tự hại mình, tự mình vô đạo đức với mình, tự mình làm khổ mình, tự mình làm khổ cả những người thân, và cuối cùng tự mình giết chết mình mà không biết, không hay một chút nào cả. Rượu là một tên sát nhân giết người, và nó đã giết nhiều người khắp nơi trên thế giới. Vậy mà nó vẫn còn ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Hiện giờ nó đang được tự do và tiếp tục giết người. Thế mà loài người không có một biện pháp nào mạnh mẽ, một đạo luật nghiêm minh để lên án và trừng trị tên giết người này. Theo chúng tôi nghĩ, tội của nó phải bị kết án tử hình. Có xử phạt như vậy thì vĩnh viễn. Thuốc phiện làm hại mình. Kính thưa các bạn thân mến, thuốc phiện là loại độc dược thứ tư trong nhóm rượu, thuốc lào và thuốc lá. Nó còn độc hại hơn cả rượu, thuốc lào và thuốc lá nữa. Người hút thuốc phiện là người làm hại mình. Đó là một hành động vô đạo đức với mình. Thuốc phiện gây tác hại vào thân, khiến cho nhiều sự khổ đau xảy ra như sau. Hại thứ nhất, thuốc phiện khiến cho cơ thể nghiện ngập. Khi cơn nghiện khởi lên, thì người nghiện thuốc phiện bắt đầu uống mình như một con rắn. Cơ thể họ khó chịu, vật vã, đau nhức từng thớ thịt, vân vân. Họ không còn làm ăn bất cứ một việc gì được nữa. Muốn biết rõ cơn nghiện thuốc phiện khởi lên hành hạ cơ thể như thế nào, thì các bạn nên đến gặp những người đã nghiện thuốc phiện mà hỏi họ, thì họ sẽ kể lại cho chúng ta nghe rất cụ thể và rõ ràng khi nữ phù dung nhập xác. Hại thứ hai, thuốc phiện có chất độc kích thích thần kinh tưởng, tạo ra cho chúng ta có cảm giác khoái lạc, lân lân như đang sống trong cảnh thần tiên. Cho nên người hút thuốc phiện thì hai mắt lim dim, nằm mơ màng nhìn theo khối thuốc, tâm hồn bay bổng và chìm đắm trong cõi mộng. Người nghiện thuốc phiện tâm trí không còn tự chủ, không còn trí sáng suốt minh mẫn, không phân biệt thiện ác tù tội vân vân. Nên khi cơn nghiện lên, họ làm bất cứ một việc gì miễn là có thuốc phiện hút. Cho nên họ có thể trộm cắp, cướp giật, giết người dễ như chơi. Họ không còn sợ hãi ai cả. Ngay cả cha mẹ, vợ con của họ, họ cũng không kể. Đó là hành động tự làm khổ họ, làm khổ mọi người. Tự làm hại họ tận cùng mà họ đâu có biết. Hại thứ ba, hao tốn tiền bạc một cách không ích lợi, tiền mua thuốc phiện. Thuốc phiện người ta ví giá trị nó như vàng, cho nên gọi nó là vàng đen. Vì nó quá đắt, chứ nếu nó rẻ như thuốc lá, thuốc lào và rượu, thì không biết tai họa cho loài người sẽ đi về đâu. Nếu mọi người trên thế gian này đừng hút thuốc phiện, mà tiền đó để tiết kiệm dành cứu giúp cho những nước còn nghèo đói, thì có thể thế giới sẽ xóa đói giảm nghèo một cách dễ dàng. Hại thứ tư, người hút thuốc phiện phần đông cơ thể sinh ra những bệnh ngặt nghèo, nguy hiểm nhất, vân vân. Tuổi thọ bị giảm thường chết yểu, chết trong lúc tuổi còn xuân xanh. Trong gia đình chúng tôi có một đứa cháu trai, con của một người anh đã nghiện thuốc phiện, chết tuổi còn trẻ, để lại một người vợ trẻ và một đứa con thơ dại. Ngày đưa cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng, trông thấy cảnh này chúng tôi không thể cầm được nước mắt. Người vợ trẻ và đứa con thơ này sẽ ra sao? Nhất là cháu bé. Nếu người mẹ bước thêm một bước nữa thì cháu bé sẽ bơ vơ giữa đường đời. Cha mất, mẹ cũng không còn. Thật đáng thương tâm. Khi cháu mới chết, cha mẹ cháu buồn khóc nức nở. Mỗi lần về thăm mộ cháu là mỗi lần nước mắt đầm đìa. Cảnh tre già khóc măng, thật đau lòng, phải không? Hỡi các bạn trẻ, trong cảnh này các bạn nghĩ gì? Hãy thương mình, thương cha mẹ mình,
và thương vợ con mình các bạn ạ. Người suốt đời đã khổ vì con cái quá nhiều, chúng ta không nên làm cho họ khổ thêm nữa, phải không hỡi các bạn trẻ? Thưa các bạn, một hành động vô trách nhiệm đối với bản thân mình, tự làm hại mình đủ mọi cách đau khổ như vậy, thì các bạn nghĩ sao? Có nên lên án kết tội thuốc phiện chăng? Trên đời này đã có pháp luật kết tội những người đi buôn thuốc phiện lậu bị tử hình, còn những người hút thuốc phiện thì sao? Họ là những người làm hại họ, làm khổ cha mẹ và vợ con quá nhiều, vậy luật pháp kết tội họ ra sao? Hay chỉ có tòa án lương tâm mới kết tội trạng của họ? Nếu đợi lương tâm của họ kết tội họ, thì những thanh niên trên thế gian này sẽ chết vì thuốc phiện không biết bao nhiêu mà kể. Chương trình bài trừ thuốc phiện đã phổ biến khắp nơi trên thế giới, nhưng đến giờ này thuốc phiện vẫn còn tồn tại. Tại sao vậy? Biết rằng thuốc phiện đã giết hại bao nhiêu con người trên thế giới, từ tuổi thanh thiếu niên đến tuổi trung niên, làm cho thế giới phải lo ngại và báo động. Hiện giờ các nước trên thế giới đều mở chiến dịch bài trừ thuốc phiện, nhưng bài trừ bằng cách nào cho tận gốc? Muốn bài trừ cho tận gốc thuốc phiện, thì chúng ta hãy truy tìm nước nào trồng và sản xuất thuốc phiện. Khi biết rõ nước nào, liền đề nghị Liên Hợp Quốc mở một cuộc họp bàn quốc tế về thuốc phiện, đặt ra một đạo luật chung cho cả thế giới, cấm trồng và sản xuất thuốc phiện dưới mọi hình thức. Nếu nước nào vi phạm thì theo luật quốc tế trừng trị. Vì sức khỏe, hạnh phúc và sự bình an cho loài người trên hành tinh này, những nước chuyên trồng và sản xuất thuốc phiện phải đình chỉ ngay liền, tiêu diệt loại cây độc hại đó. Dù loại cây đó có đem lại nhiều lợi tức cho đất nước, cho dân tộc bao nhiêu, cũng không bằng sức khỏe của mọi người, cũng không bằng sự an vui hạnh phúc của mỗi gia đình. Hỡi các bạn hút thuốc phiện, ai là người làm hại các bạn? Chính các bạn đã làm hại các bạn một cách tận cùng đau khổ của kiếp người, các bạn có biết chăng? Ở trên đời này, người ta rất sợ mình vô minh. Vì vô minh mình mới làm hại mình, mới hút thuốc lá, thuốc lào, mới uống rượu, mới hút thuốc phiện. Để rồi tự thuốc lá, thuốc lào, rượu và thuốc phiện sẽ giết chết dần mòn cơ thể các bạn. Các bạn có biết chăng? Chính mình vô minh nên biến mình thành người vô đạo đức, gây ra bao nhiêu tội ác cho mình, cho người khác. Các bạn có thấy chăng? Có hiểu chăng? Vì lên cơn nghiện thuốc phiện, các bạn không còn trí khôn ngoan, do đó các bạn có thể làm bất cứ một điều gì: giết người, trộm cướp, hiếp dâm, nói dối, hung dữ, tàn ác, vân vân. Để đạt được mục đích có tiền mua thuốc phiện hút tiếp, các bạn có thấy những điều đó xảy ra ở một người nghiện thuốc phiện chưa? Chắc chắn trong đời các bạn không những một lần mà đã nhiều lần chứng kiến một người nghiện thuốc phiện đánh đập vợ con, chửi mắng cha mẹ để đòi tiền đi hút, và cũng có thể trộm cắp tiền bạc của anh chị em và ngay cả xóm giềng bà con. Nếu ai để ra hớ hên vật gì thì lấy trộm ngay, miễn là bán được có tiền để hút. Khi hút thuốc phiện, các bạn đã trở thành một người vô đạo đức với các bạn và với mọi người. Vì thế, các bạn trở thành một người ăn cắp, ăn trộm tiền bạc của cha mẹ anh chị em. Này các bạn, thuốc phiện là những thứ độc dược, có thể giết các bạn chết. Chết trong sự dần mòn, chết trong sự bệnh tật khổ đau, chết trong khi người bạn co rút lại, trông thấy thật là ghê gớm và thảm thương. Thuốc phiện thấm vào người bạn khi cơ thể khởi lên cơn nghiện, làm cho các bạn trở thành người điên khùng mất trí, trở thành người ngu si dại dột, trở thành người hung dữ. Vậy các bạn nên tránh xa, nên từ bỏ và từ bỏ một cách vĩnh viễn. Thấy thuốc phiện như thấy rắn độc, như thấy một loài vật nguy hiểm nhất cho đời các bạn. Đừng nghĩ rằng thuốc phiện hút chơi cho biết, chứ ăn thua gì mà sợ. Khi đã vướng vào thì bỏ ra rất khó. Một số học sinh khoảng 15-16 tuổi bị vướng vào thuốc phiện là vì hút thử chơi, để muốn biết mùi vị thuốc phiện. Khi biết được mùi vị thuốc phiện thì đã phải trả một giá quá đắt một đời người, phải không hỡi các bạn trẻ? Hỡi các bạn thanh thiếu niên, tuổi các bạn là tuổi còn đi học, các bạn cần phải trau dồi kiến thức cho thật nhiều, để ngày mai các bạn đem khả năng đó ra phục vụ cho quê hương, xứ sở của các bạn, để đem lại bình an, hạnh phúc cho mọi người, cho mọi vật trên hành tinh sống này. Các bạn có biết chăng, bao nhiêu tuổi trẻ thanh thiếu niên vì vui chơi với thuốc phiện, rượu chè, thuốc lá mà phí mất cả tuổi thanh xuân, làm thiệt hại thân mình.
chẳng làm lợi ích gì cho mình, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước quê hương, mà còn làm thêm một gánh nặng cho gia đình, cha mẹ, vợ con, xã hội và đất nước. Các bạn suy nghĩ lại đi, và có dịp các bạn hãy đến thăm các trường cai nghiện, thì các bạn sẽ thấy một thực trạng đau lòng. Các bạn có biết chăng, khi các bạn nghiện thuốc phiện, cơn nghiện phát khởi, người bạn vật vã, quằn quại khổ đau, thì cha mẹ của các bạn đã khóc vì các bạn biết bao nhiêu lần và biết bao nước mắt. Khi cha mẹ khổ đau khóc thương cho bạn, các bạn nghĩ gì? Các bạn có xứng đáng là người con biết thương cha mẹ không? Thương cha mẹ, sao các bạn vô tình đến thế, lại nhẫn tâm đến thế? Những người thân nhất đời của bạn là ai? Các bạn có biết không? Nếu các bạn vô tình làm cho những người đó buồn khổ, thì các bạn không đáng làm con người trên thế gian này các bạn ạ. 9 tháng mang thai, đi đâu mẹ bạn như người gánh nặng. Khi sinh ra bạn, mẹ bạn đau đớn không xiết kể, thập tử nhất sinh. Giả lại, khi sinh ra bạn, 3 năm đầu chịu vô vàn cực khổ nuôi dưỡng, lúc bồng bế cho bú, cho ăn uống, lúc bạn bài tiết thì mẹ bạn phải chịu hôi thối, lúc ấm đầu sổ mũi đau bệnh thì mẹ bạn thức suốt đêm với bạn. Bạn có biết chăng những sự cực nhọc khổ đau này? Vì theo bè bạn vui chơi ích kỷ thỏa mãn cá nhân, bạn đã quên một ân nghĩa quá lớn mà làm người ai cũng phải thọ ơn ấy. Cuộc đời nhiều cạm bẫy, nhiều sự cám dỗ quyến rũ, lỡ để cho thân bạn nghiện ngập thuốc phiện hay sa ngã vào đường tội lỗi nào, là bạn đã để cho người ân sinh thành dưỡng dục của bạn khổ đau vô cùng tận. Bạn có biết chăng? Hỡi các bạn trẻ, cuộc đời nhiều chông gai và ác pháp, các bạn chưa từng trải thì các bạn hãy dè dặt cẩn thận, đừng chạy theo lòng ham muốn của mình mà ôm lấy khổ đau, sẽ hối hận không kịp. Cháu Tê trước khi chết, trong cơn quằn quại đau nhất, cháu thì thào nói với người cha thân thương đang chăm nom mình: con hối hận quá, đã làm cha mẹ khổ đau, đến giờ này quá muộn, ba mẹ hãy tha thứ cho con. Dù người chưa hiểu biết về đạo đức làm người, thì không ai mà không biết thuốc phiện là một thứ độc dược. Người có kinh nghiệm về đời sống của cuộc đời, nghe đến thuốc phiện là họ quá sợ hãi, như sợ một loài rắn độc. Thuốc phiện là một thứ độc dược, dễ kích thích thần kinh, khiến cho những chàng thanh niên sức sống đang lên đi vào đường tội lỗi. Thuốc phiện kích thích thần kinh, ngấm dần vào từng thớ thịt, từ những chàng trai lực lưỡng da thịt hồng hào đã trở thành những con người da đen mặt nám, thân hình tiều tụy, mình mẩy bẩn thỉu hôi hám, thường trộm cắp tiền bạc của cha mẹ hoặc của người khác để có tiền hút chích. Vì thế, trong xóm làng có 5-10 bạn trẻ nghiện ngập thì xóm làng bất an, khiến cho mọi người ăn không yên bữa, ngủ không ngon giấc. Thật là đau lòng khi nhìn con cháu của chúng ta mà không cầm được giọt nước mắt thương tâm. Ai đã làm ra nông nỗi này? Ai đã làm cho tuổi trẻ hư hoại như thế này? Thuốc phiện, rượu, thuốc lá đâu phải từ trên trời rơi xuống, mà chính do con người trồng và sản xuất ra thuốc phiện, rượu và thuốc lá, để rồi lại hại con người, một tai hại ghê gớm. Nếu chúng ta thống kê lại xem toàn cả đất nước Việt Nam của chúng ta có bao nhiêu gia đình, thì chúng tôi tin chắc rằng không có một gia đình nào thoát ra khỏi 4 loại độc dược này. Không dính độc dược này thì cũng dính độc dược khác, nhất là thuốc lá và rượu. Có nghĩa là không uống rượu thì cũng hút thuốc lá, thuốc lào. Không hút thuốc lá, thuốc lào thì cũng uống rượu, có khi còn thêm hút thuốc phiện nữa. Nếu vô tình các bạn không hiểu biết tai hại về rượu, thuốc lá, thuốc lào và thuốc phiện, và không hiểu biết về đạo đức làm người, không hiểu biết đức bi tâm, thì các bạn sẽ hút thử cho biết mùi vị dục lạc thế gian, thì các bạn đã tự mắc bẫy của chúng. Khi đã mắc bẫy rồi thì các bạn như cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thuở nào ra. Nếu muốn gỡ ra được thì các bạn phải tốn biết bao nhiêu nước mắt và biết bao nhiêu công lao của mọi người thân và xã hội. Trong xã hội loài người có rất nhiều người nghiện ngập rượu, thuốc lá, thuốc lào, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân. Các bạn có nhìn thấy chăng? Biết bao nhiêu người từ thiếu niên, thanh niên cho tới những cụ già vẫn bị những loại độc dược gây tác hại vào cơ thể, cuộc đời dở sống dở chết. Thật là khổ đau vô cùng.
Không những bản thân họ khổ đau, mà chính những người thân trong gia đình họ cũng rất khổ đau. Nước mắt của những người thân của họ đổ xuống, nhất là người mẹ đã khóc vì những đứa con mình nhiều lần. Có một bậc vĩ nhân nói rằng, đời là khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Đúng vậy, lời nói người ta tưởng chừng như sai, nhưng không ngờ quá đúng. Khổ không phải từ đâu đến, mà từ nơi ngu si của chúng ta. Chúng ta làm hại chúng ta mà không biết, phải không hỡi các bạn? Ai xúi dục các bạn hút thuốc lá, uống rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân? Kẻ xúi dục các bạn chính là tâm vô minh, tâm thiếu hiểu biết về đời sống đạo đức làm người. Tâm vô minh là gì các bạn? Tâm vô minh là lòng ham muốn của các bạn. Bởi vì có sự ham muốn là có sự vô minh. Vô minh ở đâu là ham muốn ở đó. Ham muốn làm tăng thêm vô minh làm tăng thêm ham muốn. Để xác định cho mọi người hiểu rõ sự vô minh, ví dụ có một danh từ độc cư, mà biết bao nhiêu nhà giảng sư dạy nghĩa của hai chữ này trong lúc chúng tôi còn là một học tăng, nên các giảng sư dạy như thế nào thì chúng tôi hiểu như thế nấy. Hai chữ độc cư mà có người giảng thành một tập sách, một cuộn băng, vân vân, nghe giảng sao thì chúng tôi tin vậy. Độc cư theo danh từ chữ Hán có nghĩa là sống cô đơn một mình. Mãi đến sau này tu xong chúng tôi mới hiểu nghĩa độc cư. Độc cư là một phương pháp tu hành của nhà Phật. Đó là pháp môn phòng hộ sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý, chứ không có nghĩa sống một mình như lời giảng dạy của các nhà học giả. Cho nên cái không hiểu mà giải thích như vậy là vô minh, chồng lên một lớp vô minh nữa. Các bạn có hiểu câu nói này không? Câu nói này có nghĩa là cái không biết lại chồng lên cái không biết nữa, thì lại càng trở thành mù mịt. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người vô minh mà chấp như mình là người minh thì làm hại mình rất lớn. Phần đông mọi người trong thế gian là vậy. Bởi vì trong vô minh mà biết mình vô minh thì mình không làm hại mình, còn không biết mình vô minh nên đã làm hại mình mà còn làm hại nhiều người khác nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni dạy: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Con người sinh ra là một loài động vật thông minh hơn tất cả những loài động vật khác. Nhưng cái thông minh ấy chính là cái thông minh tai hại các bạn ạ. Cái thông minh ấy vẫn nằm trong cái vô minh tham vọng. Như chúng tôi đã vạch ra ở trên cho các bạn hiểu, chính các bạn đã tự làm hại các bạn bằng sự thông minh dục vọng, cho nên các bạn mới nghiện thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân. Các bạn có hiểu biết điều này chăng? Cái thông minh của các bạn hiện giờ chưa phải là cái thông minh vô dục, mà là cái thông minh tham dục các bạn ạ. Các bạn muốn chinh phục không gian, có nghĩa là các bạn muốn bay lên trời như loài chim. Các bạn suy tư mọi cách và chế tạo ra một loại dụng cụ dùng để bay. Khi các bạn đã chinh phục được không gian bằng chiếc máy bay, lúc đó các bạn thấy hài lòng và rất sung sướng, phải không hỡi các bạn? Đó là cái thông minh tham dục của các bạn. Nhưng các bạn quên rằng cái thông minh tham dục của các bạn đang làm hại các bạn có biết không? Đúng thế, chắc chắn cái thông minh tham dục này sẽ đem đến cho bạn khổ và nhiều người khác khổ. Chính vì vô minh tham vọng của loài người, người ta mới sử dụng chiếc máy bay của bạn chở bom đạn đi đánh chiếm nước khác để làm bá chủ toàn cầu. Lúc bấy giờ, xương máu của con người đổ chảy trên mảnh đất hành tinh này. Vậy ai làm hại con người? Các bạn hãy trả lời đi. Những quả bom đầu tiên chế tạo ra là để bắn đá, làm đường lộ cho mọi người đi lại được dễ dàng. Những quả bom ấy trở lại giết con người cũng không mấy khó khăn, phải không hỡi các bạn? Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, và gần đây chiến tranh Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến bom đạn giết hại biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta đã ngã xuống trên mảnh đất thân yêu này. Bởi vậy, sự hiểu biết trong minh dục vọng là một tai hại rất lớn cho loài người. Nếu muốn quân bình sự sống trên hành tinh này thì phải trang bị cho loài người một sự hiểu biết minh vô dục. Nhờ có sự hiểu biết minh vô dục sẽ quân bình được minh tham dục. Có nghĩa là đạo đức nhân bản nhân quả sẽ hợp tác cùng khoa học kỹ nghệ an định được sự sống của con người và muôn vật trên hành tinh này.
Nếu chỉ có khoa học và công nghệ thì con người và muôn vật sẽ bị hủy diệt. Còn nếu chỉ có đạo đức nhân bản nhân quả thì cuộc sống về vật chất của con người không được phát triển, và bởi vậy mà lạc hậu. Cho nên, đạo đức nhân bản, khoa học và công nghệ phải được trang bị cho loài người đầy đủ, thì thế giới sẽ hòa bình, chiến tranh chấm dứt, không có nước lớn ăn hiếp nước nhỏ, người mạnh ăn hiếp người yếu, vân vân. Đức bi tâm đó là những hành động đạo đức nhân bản nhân quả, để mọi người hiểu rõ mà tránh đi những hành động tự làm khổ mình, tức là những hành động vô đạo đức, thiếu sự yêu thương. Kính thưa các bạn, hôm nay các bạn đã hiểu rõ thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân là những thứ độc hại làm cho các bạn đau khổ rất nhiều và cướp đi biết bao nhiêu những người bạn thân yêu của chúng ta, các chú, các bác, các anh, chị em thân thương của chúng ta. Chúng đã cướp đi trong lúc tuổi họ còn xuân xanh. Vừa rồi, chúng tôi có đến chia buồn với một người bạn. Có một người con tuổi chừng 20 mới bị ma túy đã cướp mất đi. Thật là đau lòng. Người cha và mẹ của cháu đã nức nở đưa cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng với bao nhiêu nước mắt sầu khổ. Trước cảnh thương tâm này, chúng tôi khuyên các cháu đừng hút thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân. Hãy thương mình các cháu ạ, đừng hại mình và đừng làm khổ những người thân thương của các cháu nữa. Đời là một chuỗi ngày đau khổ, các cháu đừng gây thêm sự đau khổ cho họ nữa. Hãy đứng lên, mạnh dạn diệt lòng tham dục thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện. Cha mẹ, vợ con, anh chị em của các cháu đang khổ lắm, vì còn phải vật lộn với cuộc sống miếng cơm manh áo, mà còn khổ thêm vì con cái. Vì phải gánh mang các cháu nghiện ngập thì họ làm sao sống được nữa. Ước vọng của chúng tôi khi viết những lời này là mong các bạn trẻ từ bỏ, xa lìa những thứ dục lạc độc hại này. Nó đã chiếm hơn 80% người nghiện rượu, thuốc lá và thuốc phiện trên hành tinh này. Muốn đình chỉ những loại độc dược này không phải khó. Chỉ có những nhà lãnh đạo quốc gia ra lệnh cấm triệt để rượu, thuốc lá, xì ke, ma túy, thuốc phiện thì ngay tức khắc không còn thấy người nghiện ngập nữa. Theo chúng tôi nhận xét, đốt pháo cũng là một tục lệ truyền thống lâu đời. Thế mà đảng và nhà nước ra lệnh cấm đốt pháo thì trong những ngày Tết, ngày lễ, ngày ma chay, ngày cưới hỏi đều vắng bặt không còn tiếng pháo nổ. Nhà nước cấm đốt pháo để tiết kiệm một số tiền rất lớn cho nhân dân, tránh khỏi những vụ hỏa hoạn, những tai nạn do cầm pháo đốt gây ra, và bài trừ được những chất độc hại do pháo nổ làm ô nhiễm môi trường. Môi trường sống được trong sạch, không bị ô nhiễm nữa. Số người bị tai nạn chết do pháo hàng năm đã chấm dứt. Nếu các nước trên hành tinh này muốn không còn trộm, cướp, du côn, du đảng, gái mại dâm, cờ gian, bạc lận, nạn ăn đút lót, hối lộ vân vân, thì phải đình chỉ rượu, thuốc lá, thuốc lào, xì ke, ma túy, thuốc phiện. Ra lệnh cấm sản xuất nghiêm ngặt như lệnh cấm đốt pháo, thì chúng tôi tin rằng đất nước này và cả thế giới sẽ bình an, trộm cướp sẽ không còn, nạn tiêu cực ăn đút lót không có. Bởi vậy, rượu, thuốc lá, thuốc phiện, vân vân là những tên giặc lớn của loài người.